Tự làm quả bơ punch needle siêu dễ với may nha. Đầu tiên, chúng ta sẽ căng vải lên khung và vẽ hình thêu. Bạn nào không biết vẽ thì có thể in trước hình rồi scan thêu như may nha. Hình thêu này khá nhỏ nên may sẽ sử dụng lên 1,5mm và kim thêu nhỏ nhất trong bộ 3 kim bằng kim loại, có đường kính 2,5mm nha. Dùng mũi thêu nổi thêu kín toàn bộ quả bơ. Chúng ta sẽ thêu lần lượt từ hạt đến vỏ quả bơ và cuối cùng là phần thịt bơ nha. Bạn lưu ý thêu đều tay và vừa thêu vừa kiểm tra mặt sau của hình thêu để đảm bảo mặt sau được đều, đẹp nhé. Cắt bớt phần lên thừa và bôi keo lên mặt sau của hình. Làm tương tự với mặt còn lại. Sau khi thêu xong hai mặt của quả bơ như thế này, ta sẽ cắt rời hình thêu ra khỏi vải. Áp hai mặt nổi của quả bơ vào nhau và dùng mũi đồn mau để khâu ghép lại. Bạn nhớ chừa một đoạn để lộn hình thêu ra và nhồi bông nữa nhé. Sau khi thêu xong, lộn phải quả bơ và nhồi bông. Cuối cùng, ta sẽ sử dụng mũi khâu dấu chỉ để khâu kín quả bơ. Vậy là rất nhanh thôi, ta đã tự tay hoàn thiện một bé bơ xinh xắn đáng yêu rồi. Siêu dễ đúng không nào? Cùng may thử ngay và nếu có gặp khó khăn, thắc mắc ở đâu, thì bạn đừng ngại báo may để được hỗ trợ nhé.